Truyện Quan Âm Chiên Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bê Mâu Phía Sinh Tư vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 256, chương 2176, bên trong có xét. Tiếng vàng càng lúc càng kinh thiên, những cửa đá đó lại càng rung động mãnh liệt, âm thanh phanh phanh chấn động cổ kim như đập vào trái tim chúng sinh. Những tồn tại trong cánh cửa đang điên cuồng va chạm vào cửa đá, muốn xông ra từ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức kinh khủng như đoạn tuyệt thiên địa. Càng kinh người hơn là chỗ sâu nhất trong thông đạo tràn ngập cửa đá, dường như mơ hồ tồn tại một cái ghế. Một màn này chính là năm đó phụ thân của Thánh Quân Tử Sở Thiên Quân đã thấy trong linh hồn của Hư Thanh, cũng chính là hình ảnh khiến lão kêu rên sợ hãi đến cực điểm. Lão không biết những cánh cửa đá đó là cái gì, nhưng năm đó lão có thể cảm thụ được sự khủng bố của những tồn tại trong cánh cửa đá, mà càng làm cho lão hoảng sợ và không cách nào tưởng tượng được là trong thông đạo ẩn chứa đại khủng bố ấy tại sao lại có một cái ghế. Đấy là ghế của ai? Là ai có tư cách ngồi lên chiếc ghế nơi kinh khủng như vậy, trấn áp tất cả? Năm đó Sở Thiên Quân không có đáp án, nhưng hôm nay Tử Thanh hiển nhiên biết được một ít. Vì vậy Tử Thanh Thái Tử thở dài, mặc dù không phải của ta, nhưng nó vốn cũng không phải của A Đệ ngươi. Nhìn Hứa Thanh tự bạo hình thành xương đen, nhìn những cửa đá trong đó, nhìn cái ghế phía cuối thông đạo, Tử Thanh nhẹ giọng mở miệng, mục tiêu của gã chính là cái ghế này. Liên quan tới vật ấy, năm đó sau khi gã phát hiện ra thì có rất nhiều suy đoán, cũng hiểu được không có quan hệ gì với Tử Thanh Thượng Quốc, nhưng lại liên quan đến một mục tiêu khác của gã, trở thành chân thần, thậm chí có khả năng chạm đến thần chủ bên trên chân thần. Gã muốn dung hợp chiếc ghế thần bí đó với vận khí Tử Thanh Thượng Quốc, tiến tới dung hợp trong vương tọa của Tử Thanh Thượng Hoàng, từ đó thúc đẩy chính mình bước vào thần cảnh cao hơn, giá trị toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc đi đến đỉnh cao nhất. Đây là mục tiêu cuối cùng của gã trong toàn bộ nghi thức của lần Dương Hoàng thành thần và Tử Thanh Thượng Quốc trở về. Chỉ khi tất cả mục tiêu phía trước đều đã hoàn thành thì mục tiêu cuối cùng này mới có cơ sở thực hiện. Cho nên năm đó gã khâu Hư Thanh lại, thiết cắt thời gian và sửa vận mệnh, bởi vì vật ấy đã dung hợp ở trong linh hồn của Hư Thanh, tồn tại nhân quả không thể giải, cưỡng ép lấy ra thì khó có thể hoàn mỹ, cho nên mới có hôm nay. Gã hy vọng Hư Thanh tiếp nhận danh hiệu Tử Thanh Thái Tử, tiến tới chân chính dung hợp cùng chính mình, cùng hưởng tương lai. Như cách làm của Hư Thanh là tình huống gã không thấy được trong thời gian, dùng cách đó phá cục. Tử Thanh lắc đầu, đã như vậy chỉ có thể cưỡng ép đi lấy, dù làm như vậy sẽ tồn tại tì vết không nhỏ. Vì vậy gã nâng tay phải lên, trong lúc thân thể cùng với linh hồn Hư Thanh tự bạo thọc vào đoàn sương mù màu đen. Tay đó của gã dài như thời gian, dài ra vô hạn, rẽ qua thông đạo những cánh cửa đá đang kịch liệt va chạm, không quan tâm tất cả, cuối cùng hướng về phía cái ghế kia đang muốn bắt lấy. Nhưng ngay lúc này, đạo âm kỳ ảo bỗng như vang vọng trong thông đạo. Kim lệnh du linh, thần có kim quang phủ chiếu thân thể, chịu đựng dạng lần diệt pháp diệt tôn ngũ giận tiên ngân, dạng thần hành lễ sai khiến lôi đình quỷ yêu tán đảm tình quái dòng hình. Ngay khi âm thanh này truyền ra, một luồng khí tức lấy linh hồn của Hư Thanh làm dẫn, ảnh hưởng đến hư vô. Sau khi tự bạo thì Hư Thanh dung nhập vào một vật phẩm nào đó trong hư không, lập tức tỏa định, càng là trong khoảnh khắc được dẫn dắt đến. Đó là một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện bên trong đạo âm. Kim quang chói mắt bao phủ, đạo ấn được gia trì vạn lần lấp lánh trên thân vật đó, mở ra phong ấn ngăn cách sự toàn tri. Một cỗ lực lượng hủy diệt vô tận, lực lượng kinh khủng có thể trấn áp tất cả bùng nổ trên thân vật đó. Đó là một cây hàng ma sử, dáng lấp như một que sắt. Trên que sắt tồn tại một linh, chính là lão tổ Kim Cương Tông, tên thật Du Linh Tử. Bốn chữ đầu của âm thanh cổ đạo là Kim Lệnh Du Linh. Lão tổ Kim Cương Tông cùng với que sắt, năm đó trước khi Hư Thanh đến hoàng đô của dân tộc từng được thất gia luyện chế lại một phen. Sau khi trở lại trong tay Hư Thanh, mặc dù uy lực tăng lên không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn hơi yếu. Cho đến giờ phút này, theo đạo âm giải phóng, cuối cùng uy lực chân chính của đó hiện lộ trên thế gian, trông như một nhánh gai được sấm sét vần quanh ở trong thông đạo, bỗng nhiên phóng về hướng bàn tay Tử Thanh đang chộp tới chiếc ghế. Một đường phá vỡ thời không, tái diệt dị chất, rung chuyển thần quyền. Tốc độ của nó bỏ qua tất cả quy tắc pháp tắc, uy thế khiến đám thần linh phải sợ hãi, mà tu sĩ không hề có cảm giác gì với nó, chỉ có thần linh là kinh ngạc. Trong chớp mắt, nó đã đâm vào trong bàn tay của Tử Thanh Thái Tử, thế như trẻ tre không chút dừng lại, dùng lực lượng dời non lớp biển, lấy uy thế đặc biệt nhằm vào thần linh, trực tiếp xuyên thủ tay của Tử Thanh. Trong tiếng nổ vang, bàn tay Tử Thanh bỗng nhiên đổ tung, lòng bàn tay nát quấy, sự ngón tay bắn tung tóe, thần huyết rơi xuống. Chỗ sương mù bên ngoài thông đạo, Tử Thanh Thái Tử giữa không trung, tay phải gã vỡ nát, nương theo thần huyết thành tro bụi tiêu tán trong thiên địa. Vẻ mặt của gã dần dần nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Thế gian này còn có cả diệt thần thứ. Chương 2177, Hoàng ban đầu vọng cổ. Vọng cổ ngày nay rất ít người biết về diệt thần thứ, dù trong một vài cuốn sách cổ cũng rất khó nhìn thấy. Chỉ có những cuốn cổ tịch tàn khuyết truyền lưu đến bây giờ, hoặc là cổ nhân lưu đời mới có khả năng nhận thức nhất định về ba chữ diệt thần thứ. Đó là lợi khí chuyên nhằm vào thần linh,
do Hà Tiên năm đó đến hậu thổ sáng tạo ra trong trận chiến tranh với chủ nhân vọng cổ là Hoàng Thiên Thần Tộc. Đối với thủ sĩ thì nó không có uy lực động trời gì, chỉ riêng đối với thần linh có thể diệt thần nguyên. Nhưng do tài liệu thần bí cùng với quá hiếm, cho nên năm đó chỉ tạo ra được tổng cộng 42 cây. Mỗi một cây đều dính rất nhiều thần huyết của Hoàng Thiên Thần Tộc. Có thể nói chỉ là cần đám thần nghe thấy là biến sắc. Mà cuối cùng trong trận quyết chiến Hoàng Thiên, thần hoàng phủ xuống khiến 42 cây diệt thần thứ đã bị phá hủy hơn phân nữa. Những cây còn lại đều bị ghim vào trong cơ thể của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Năm đó đã phong ấn cùng nhau, lưu lại trong vực sâu phía dưới vòng cổ. Cũng có người xưng chỗ đó là thần uyên. Từ đấy về sau, thế gian đã không còn diệt thần thứ. Càng bởi vì Hạ Tiên đã rời đi, phương pháp luyện chế cũng thất truyền. Mãi đến ngày hôm nay, trong một cái chớp mắt vừa rồi, ở trên người của lão tổ Kim Vương Tông lại hiện ra uy năng của diệt thần thứ. Đây cũng là một trong nguyên nhân khiến cho vẻ mặt của Tử Thanh nghiêm túc. Đáng tiếc, chỉ có được một phần uy năng. Tử Thanh Thái Tử nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Giỏi cho một thất gia. Đệ đệ lấy phương thức diệt hồn vượt qua bên ngoài thời gian của ta, muốn ngừng nhân quả, ngươi lại lấy bản thân là thước khắc. Gọi một hơi sau cùng trước khi ta chết gây dậy sóng dạng cổ để đoạn nhân quả. Nhưng nhân quả giữa ta cùng với đệ đệ không phải chỉ đơn giản như thế là có thể tách ra. Trong lúc nói, Tử Thanh Thái Tử giơ tay trái lên, bỗng nhiên nhấn một cái với sương mù màu đen do Hứa Thanh tự bạo biến thành. Dưới một nhấn, đoàn sương mù đổ vang, bên trên lại xuất hiện lực lượng thời gian như muốn lôi kéo trụng vào giữa không trung. Cùng lúc đó, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, theo linh hồn Hứa Thanh tự bạo tản ra, một trận kịch biến tác động không ít tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên bỗng xuất hiện. Đầu nguồn kịch biến đến từ Viêm Huyền Tử đang giả đạo cho tộc nhân. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của gã đột nhiên tan vỡ, vô số máu tươi phun trào. Thậm chí Viêm Huyền Tử còn không thể nói ra cả câu nói sau cùng. Thân hình đã lập tức nổ vang trực tiếp chia năm xẻ bảy. Máu thì tan nát, linh hồn tan vỡ. Thế mệnh, chỉ có một đám tàn hồn bởi vì được gã đưa vào trong thần điện từ trước, vì vậy mới giữ được trong kiếp nạn thế mệnh này, lưu lại khả năng phục sinh trong tương lai. Những chuyện tương tự cũng xuất hiện ở bên trong Nam Hoàng Châu. Vào thời khắc này, bên trong nơi cũ của Vô Song Thành, trong trận pháp cho hơn 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng tạo thành, cự nhân Thủy Ngân được thất gia đặt tay phải ở mi tâm cũng rung động kịch liệt. Vận mạng thương liên trong tối tâm dẫn dắt sinh tử luân hồi, khiến cho gần sóng do Hứa Thanh tự bạo ảnh hưởng đến không chỉ bộc phát trên người Viêm Huyền Tử, càng là dưới thời gian bị quấy nhiễu. Vào thời khắc này, đồng dạng nổi lên trên thân cự nhân Thủy Ngân. Trên thân cự nhân Thủy Ngân bạc lập tức xuất hiện từng đạo khe hở nhìn thấy mà giật mình, đồng thời khe hở càng nhiều và càng sâu, toàn thân cự nhân Thủy Ngân cũng xuất hiện dấu hiệu muốn tan vỡ. Thời khắc mấu chốt, hơn 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng bốn phía chuyển động một đạo âm khác. Vô thượng thiên tôn, an ủi thân hình, hồn phách đệ tử, ngũ tạng huyền binh, thành lòng bạch hổ, đội trưởng xôn xao, trù tước huyền vũ, thủ vệ người kia. Theo âm thanh vang vọng, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, phim hoàng trên bầu trời truyền ra tiếng thét khiến bát phương vỡ vụn, màn trời đổ mưa, bồi dưỡng thế gian. Mà thất gia cũng mở miệng lẩm bẩm, tay phải chạm vào mi tâm cự nhân Thủy Ngân lần nữa nhấn một cái, đồng thời cắn chót lưỡi phun ra một ngụm đạo huyết rơi trên cự nhân Thủy Ngân, ngăn cách nhân tố bên ngoài. Âm thanh oanh oanh, khe hở trên thân cự nhân Thủy Ngân cuối cùng không còn tăng thêm nữa. Mặc dù thoạt nhìn đã thành tổ ong và lại không cách nào khép lại, nhưng đúng là vẫn chưa chân chính tan vỡ. Về phần thất gia bây giờ chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn dày đặc sát phạt vang lên. Năm đó lão phu đã ước hẹn cùng Hạ Tiên Cung, từ nay về sau hành tẩu theo thời gian, ngồi xem sinh tử, mặc kệ mệnh tích. Do đó Lục Phong chủ chết, lão phu mặc dù đau thương nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Nhân tộc lên xuống cũng hờ hững đối mặt. Dù là nữ đế thành thần, chấp kiếm dẫn lạc cũng là như vậy, đều bởi vì lão phu và bọn họ không có nhân quả. Mà Tử Thanh người muốn phục quốc, mượn nghi thức của nữ đế thế kiếp, không tổn hao gì tế hiến thần linh tàn diện. Lão phu cũng không để ý đến, bởi vì đây tất cả đều không có nhân quả gì với lão phu, cho nên ta không hề can thiệp chút nào. Nhưng người không nên tính kế đệ tử của ta. Đệ tử của ta đều là nhân quả của ta, đã dập đầu bái ta, ta cũng đã nhận trà bọn họ chân, đã đáp ứng về đạo. Như vậy chỉ cần một ngày ta còn sống, không ai có thể động vào. Tử Thanh, nếu như người tính kế đệ tử của ta, lại không muốn cắt đứt nhân quả như thế, đã vậy lão phu sẽ mưu đồ hoàng quyền của ngươi. Nhân quả không ngừng cũng được, chỉ có làm sự tình đến tận cùng mà thôi. Biểu cảm của thức gia uy nghiêm đáng sợ, giơ tay trái lên bấm điểm pháp quyết, ngắn ngủi mới hơi biến hóa vạn lần, chỉ một ngón tay về phía bầu trời, giọng nói bên bông như thiên lôi, như sắc lệnh. Trước đây nửa giáp có tên Hứa Tử, thần sinh nơi đây, thổ nạp thần thức, một hơi thở ra ban đầu. Hôm nay hạ lệnh, lấy tiền làm dẫn, gọi hơi này tới. Chương 2178, hoàng ban đầu vọng cổ. Lúc trước, thất gia lấy hạ làm lệnh, lấy tiền làm dẫn, gọi tới một hơi sau cùng của Tử Thanh Thái Tử trước khi tử vong ở kiếp trước. Mà bây giờ, lão đang gọi hơi đầu tiên của người tên là Hứa Tử thở sau khi sinh ra ở chỗ này.
Lời nói vừa ra, bát phương đổ vang, gió lớn gào thét, thiên địa biến sắc, vô tận khí thức bốc lên, cuối cùng hội tụ tới tay trái thất gia, tạo thành một đoàn tử khí mờ mịt, được lão giơ tay lên trực tiếp đặt vào ngực cự nhân thủy ngân phía dưới, đồng thời mở miệng nói ra một từ: "Trảm!" Một chữ ra khỏi miệng, núi sông vọng cổ nổ vang, có thể thấy được toàn bộ đại lục vọng cổ lại có không ít lập lòe quang mang rực rỡ. Xu thế dãy núi và hình dạng sông lớn lại dường như hợp thành một cái trận đồ cực lớn, trận đồ bao trùm cả vòng cổ, bây giờ âm mầm vận hành. Mặt trời bên trên hoàng đô nhân tộc lập tức sụp đổ một mảnh, hình thành một thanh đao, bỗng nhiên trảm về phía Tưởng Thanh Thái Tử. Toàn thân Tưởng Thanh Thái Tử chấn động, một khắc ngẩng đầu đao đã trảm tới, không phải chân thần, không thể ngăn. Bởi vì đao trảm không phải mệnh, cũng không phải hồn, mà là vận khí hoàng quyền của Tưởng Thanh Thượng Quốc trở về hôm nay, một cái chớp mắt đao trảm. Tâm thần của toàn bộ chúng sinh thôn thiên đại vực vừa trở về đều chấn động. Tử Long do vận khí Tử Thanh Thượng Quốc biến ảo quanh quẩn khắp thiên địa thôn thiên đại vực, càng là truyền ra tiếng kêu trên thiên lương, thân hình trực tiếp bị chém thành hai nửa, cùng giao hóa thành hai nửa là ghế ngồi đại biểu Tử Thanh Thượng Hoàng trong hoàng cung của Tử Thanh Thượng Quốc, âm mầm vỡ ra, một nửa vận khí hoàng quyền cứ như vậy bị trảm rơi vào hư vô, tung về Nam Hoàng Châu. Giữa không trung nhân tộc hoàng đô, sắc mặt Tử Thanh Thái Tử trắng bệch, chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ cho một tên cổ hoàng ban đầu của giọng cổ rời vào bố cục của ngươi bày ra, đáng giá. Nhưng hành vi của ngươi như vậy cũng lộ ra rằng ngươi suy yếu, ngươi đúng là dưỡng già rồi. Bầu trời giọng cổ trước kia không thuộc về ngươi, về sau cũng không thuộc về ngươi. Về phần đệ đệ, một nửa hoàng quyền này tặng cho ngươi rồi, nhưng mà ngươi phải bảo tồn cho tốt, lần tới ta sẽ lấy đi. Tử Thanh trầm mặc mấy hơi, thần sắc lại khôi phục như thường. Sau khi nhàn nhạt mở miệng, gã thu hồi mắt nhìn về phía Nam Hoàng Châu, sau cùng nhìn thoáng qua đoàn sương mù màu đen sắp hoàn toàn tiêu tán, nhấc chân lên bước đi về phía chân trời. Sau vài bước cả người tiêu tán, lúc lần nữa xuất hiện đã là ở bên trong thôn thiên đại vực, trong vận khí tử long bị chém một nửa kia đang kêu rên, làm lại tân thân từ bên trong vận khí tử long, mặc đế bào, đội đế quan. Dưới vô số bách tính Tử Thanh Thượng Quốc trở về quỳ bái, trong một đám quần thần trong hoàng cung lễ bái, dưới toàn bộ thành viên chúc chiếu quần diệt, Tử Thanh Thái Tử đi về phía hoàng cung, đi về phía hoàng tọa vỡ ra. Một khắc ngồi xuống trên đó, âm thanh ca tụng đến từ toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc vang lên ngập trời: "Chúc mừng hoàng đăng cơ thượng quốc!" Càng là trong âm thanh vô biên vô hạn này, thần linh tàn diện trên bầu trời mở mắt ra, nhìn về phía thôn thiên đại vực. Dưới ánh mắt của thần, thôn thiên đại vực nổ vang, chúng sinh chuyển hóa dị chất ngập trời, khí tức của thần bốc lên vô tận. Một pho tượng thần linh tàn diện sừng sững hiện ra trên quảng trường ngoài hoàng cung. Đây là một pho duy nhất trên toàn bộ đại lục vọng cổ. Cũng vào thời khắc này, trên người Tử Thanh Thái Tử xuất hiện một cổ chấn động thần đài, âm bầm bộc phát, cho khi đạt đến thần đài đỉnh phong. Hồi lâu Tử Thanh cười khẽ, trong lòng hiện ra những gì đã trải qua lần này. Nhược thí, tương lai mới càng thú vị. Cùng lúc đó trên Nam Hoàng Châu, trong trọng pháp do hơn 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng tạo thành, thất gia ánh mắt tang thương, khí thức muôn đời, triển khai bộc pháp sau cùng của lần này. Trở gì? Lời nói không khỏi có cảm giác nghi thức, rung chuyển sinh tử liên quan đến vận mệnh. Trong thời gian ngắn, vô số máu thịt vần quanh bốn phía cự nhân thủy ngân bay lên trên không, thẳng đến trên cự nhân thủy ngân. Những thứ máu thịt này tràn ra khí tức kinh khủng, siêu việt bên ngoài thế gian, không có ở trong thời gian. Đó là máu thịt thượng hoàng. Giờ phút này đồng loạt dung nhập vào trong cự nhân thủy ngân, nhất thời toàn bộ cự nhân thủy ngân đổ vang, dần dần thu nhỏ lại, ngân quang dần dần đã thành làn da, cho đến cuối cùng đã thành một cổ thân thể, bộ dạng giống với hư thành như đúc, nhưng càng nguyên vẹn và thông thấu. Đồ nhi còn không thức tỉnh. Giọng của thất gia càng càng lộ ra một cổ cảm giác mỏi mệt vang vọng bát phương, cũng rơi vào trong tai Hứa Thanh. Mấy hơi thở sau, Hứa Thanh mở mắt ra. Đạo vốn hư không, không trải qua không thể rõ đạo. Đạo trong sự kinh qua, không phải sư không thể hiểu được. Huyền U cổ hoàng sáng lập sự nghiệp to lớn, do đó nhân tộc chúng ta cần cúi đầu. Thiên địa huyền hoàng thừa nhận ngàn dạng, do đó nhân tộc chúng ta cần bái ba cái. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ân ngươi, chúng sinh thiên địa khổ hải chưa từng độ ngươi. Duy sư lên trời xuống đất, ân ngươi kiếp này, độ ngươi kiếp sau, dùng hết khả năng cùng đi đại đạo, do đó ngươi cần chính bái. Chương 2179. Sau khi thức tỉnh. 5 tháng sau, phía bắc Nam Hoàng Châu, mặt trời nhô lên cao, ánh sáng màu vàng như là vô số lợi kiếm vô tình đâm xuống biển cấm bên dưới. Những nơi chiếu qua, biển cấm như bị đốt cháy, hình thành sóng dữ cuồn cuộn dựng lên, khiến người ta hít thở không thông, đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự cương quyết của mảnh biển khơi này, nhất là gió biển mạnh mẽ cuốn tới, giống như muốn thổi toàn bộ mặt biển về phía chân trời vô biên. Từng trận tiếng sóng biển ầm ầm vang vọng, giống như vô số hải thú gào thét, hình thành lực lượng khổng lồ chấn động chúng sinh, dường như muốn bài tán tất cả xuống dưới đáy biển bao la lại sâu thẳm. Dị chất tràn ngập bát phương cũng bốc lên theo sóng biển, do ảnh hưởng của nó, ánh sáng cũng bị vặn vẹo, thế giới một mảnh mông lung. So sánh cùng với biển cấm, hình như tất cả tồn tại đều như bụi bặm không có ý nghĩa.
giống như lúc này, một chiếc thuyền cô độc không chút nào thu hút, trôi nổi trên biển cấm bao la bát ngát, dường như kết nối với biên giới thiên địa. Bên trong chiếc thuyền đơn độc, Hoàng Nham nằm ở nơi đó, trong thiên địa mơ hồ, trong dị chất ở khắp bát phương, trên sóng biển kịch liệt, y vỗ vỗ bụng, thở ra một hơi thật dài, quét mắt nhìn thấy đáy biển. Thật biết dạy dò người ta mà. Câu cảm khái của Hoàng Nham bị tiếng sóng biển bao phủ, đồng thời một nhánh mây to thu, chừng hơn một trượng lao ra khỏi mặt biển, sau khi quét ngang bốn phía tràn ra cảm xúc chấn động hưng phấn, sau đó lại chui vào trong nước biển, cuốn động mạch nước ngầm, bơi thẳng đến đáy biển. Chỗ sâu trong biển cấm, thế giới như bị mực đen bôi lên, che đậy hết thảy ánh sáng, phong tỏa toàn bộ nhiệt độ, khiến cho chỗ đó là một mảnh đen nhánh và băng hàn. Chỉ có tinh quang tràn ra từ trên người nhánh mây trở thành ánh sáng duy nhất của đáy biển. Theo nó cấp tốc lao nhanh, nước biển giống như bị chia lìa, còn dị chất trong đó dường như đã trở thành chất dinh dưỡng của nhánh mây. Nó vui sướng phun ra nuốt vào, tốc độ cũng càng dần càng nhanh. Một số hải thú tầm thường sau khi cảm giác từ xa, thân hình đều giao giao chấn động, nhanh chóng tránh đi. Vì vậy nhánh mây một đường thông suốt, theo nó tiếp cận đáy biển, tinh quang trên người đó cũng chiếu rọi bộ phận khu vực đáy biển mông lung. Mượn nhờ tinh quang trên người đó, có thể thấy trong một mảnh phạm vi đáy biển, trong đống cát sỏi màu đen, tinh linh tồn tại một cái động sâu dưới biển. Trong đó huyền diệu, ngay cả tinh quang cũng có thể chiếu vào, tràn ra khí tức không rõ, tràn đầy uy áp. Mà trên động sâu thình lình có một người ngồi khoanh chân. Người này mặc trường bào màu tím theo ám văn, một đầu tóc tím xõa trên vai, giống như nước biển cấm cũng không thể xâm nhập chút nào, tự nhiên tự tại. Đồng thời toàn thân màu tím cũng hiển lộ rõ ràng vẻ tuấn mỹ của hắn. Làn da trắng nõn như ngọc, tinh quang chiếu xuống dường như lộ ra sáng bóng nhàn nhạt, hai mắt thâm sâu giống như hồ nước, sáng ngời và thâm thúy, dường như có thể thấy rõ nhân tâm, khiến người ta không dám đối mặt. Nhất là khi khái hào hùng và cơ trí hiện ra giữa hai đầu lông mày, có thể nói mày kiếm mắt sáng, khiến người ta kính sợ ba phần. Cả người như ngôi sao rực rỡ, chính là Hứa Thanh. Mắt hắn yên tĩnh, không nổi chút cơn sóng nào, khoanh chân phía trên động sâu, tay phải giơ lên cầm lấy nhánh mây. Một đầu nhánh mây chạy trong biển cấm, giờ phút này trở về vườn quanh bốn phía, tràn ra ý thân thiết. Mà một đầu khác thì xâm nhập vào trong động sâu, đang kịch liệt vùng vẫy. Một lát sau, theo Hứa Thanh giơ tay lên kéo một cái, một đầu nhánh mây chui vào trong động lập tức truyền ra tiếng kêu rên thê lương, bỗng nhiên bị thu hồi, trôi nổi ở trước mặt Hứa Thanh. Ở trên lại buộc một tồn tại kinh khủng. Đó là một bà lão mặc trường bào do vô số xương cá bệnh chế thành, ngoài thân thể còn bọc rất nhiều xúc tu, mặt đầy nếp nhăn, vả lại mục nát hơn phân nửa, duy chỉ có hai mắt màu vàng lộ ra vẻ hoảng sợ, khí tức càng kèm theo nồng đậm dị chất vẫn chứa thần tính mãnh liệt. Mà sau lưng bà lão, trong trường bào xương cá phấp phới, vươn ra một cái đầu lưỡi cực lớn màu đỏ tươi. Trên đầu lưỡi dài là vô số vòng hồn, tất cả đều đang kêu rên. Về phần những xúc tu trên người, mỗi một cái đều mọc ra con mắt màu vàng, giờ phút này toàn bộ mở ra, sợ hãi nhìn qua Hư Thanh. Chỉ là bây giờ đã đứt gãy hơn phân nữa, ngay cả thân thể bà lão cũng đã mất đi vài phần, không còn hoàn chỉnh. Uy áp trước kia bây giờ trước mặt Hứa Thanh không còn uy hiếp nữa, chỉ có thể run rẩy. Đó là cậu anh. Lúc trước trên Nhân Ngư đảo được cung phụng như thần linh, nói là thần linh, thực ra cũng chính là tồn tại thần thánh cường đại mà thôi, không có thần hỏa, cũng không có quá nhiều thần quyền. Mà giờ khác này, nó là mồi của Hứa Thanh. Hứa Thanh dùng thánh thiên thần đạt buộc chặt, dùng nó làm mồi để câu cá trong đây. Thần tính của ngươi tràn ra còn chưa đủ. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng hất tay lên, tinh quang trên nhánh mây lấp lánh, hình thành lực lượng ràng buộc, khiến cho tiếng kêu của cô anh càng thêm thảm thiết, sau đó lại ném đối phương vào động sâu phía dưới. Lần này rõ ràng cô anh chấn động càng cực liệt hơn so với trước, thân tính tràn ra cũng độc động vô cùng, hiệu quả cũng vượt qua vừa nãy. Vì vậy một nén nhang sau, trong động đen nhánh truyền ra tiếng hít thở ồ ồ, tiếng động giống như thiên lôi nổ vang bát phương, càng là hình thành mạch nước ngầm tràn ra phía ngoài, cuốn động nước biển bốn phương, hình thành gợn sóng khuếch tán. Trong nháy mắt tiếp theo, sau khi tiếng kêu rên nổi lên, tay phải Hứa Thanh chợt kéo một cái, nhánh mây lập tức kéo căng thẳng tắp, giống như con mồi cắn móc câu, bây giờ đang đối kháng đỏ sức cùng với Hứa Thanh. Chương 2180, sau khi thức tỉnh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên lãnh mang, mạch máu tay phải lập tức trướng lên, có thể thấy được toàn bộ đầu cánh tay phải xuất hiện cảm giác thủy ngân, đồng thời cũng có một cỗ lực lượng thân thể kinh khủng bộc phát. Nháy mắt tiếp theo, hắn kéo một cái, nhánh mây lập tức cuốn ngược lại, cứng rắn kéo một con sinh vật hư thối như tích dịch từ trong động ra ngoài. Đó là một con thần hà long. Bên ngoài tương tự như tích dịch nhưng lại khác biệt, nó càng dữ tợn và xấu xí hơn, toàn thân tràn ra mục nát cùng tử vong. Loại tồn tại thần thánh này trong biển cấm cũng không có nhiều lắm, và lại bình thường rất ít xuất hiện ở biển cạn, đều ở sâu dưới đáy biển. Chỉ có vào lúc ăn uống nó mới rời khỏi đáy biển, hiện thân trên mặt biển, thuộc về tất cả sinh linh. Cho nên mỗi một lần thần hà long xuất hiện, đối với thế lực trên đảo nhỏ mà nói, đó chính là một trận tai họa giống như trường hạo kiếp. Cho nên nó bị tộc quần lớn nhỏ của biển cấm xưng là tích dịch trong Minh Hà. Con này càng thêm không tầm thường, thân nó dài trọn vẹn vạn trượng,
Lân phiến toàn thân lập lè quang mang âm u, hiện ra vô số vong hồn sinh mệnh bị nó nuốt vào, khí tức trên thân kinh khủng vô cùng. Đồng thời miệng há lớn cũng hung hăng cắn vào người Câu Anh. Trong tiếng đau khổ kêu rên của Câu Anh, mặc dù thần hà long cắn đứt nhưng bản thân bị dánh mây hình thành gai ngược đâm vào trong miệng, không cách nào giải dùa. Bây giờ bị kéo ra, khí tức trên người đó bộc phát ra phía ngoài, khiến cho mảnh biển cấm này cuộn mình. Bên ngoài sóng biển càng lớn, thậm chí bầu trời cũng biến sắc, sóng gió càng thêm dồi dào. Một cổ chấn động ẩn thần ngập trời dựng lên ở trên người đó, có thể so với ẩn thần tam giới, phát ra tiếng gào thét về phía Hư Thanh, tạo thành phong bạo quét ngang. Trên người càng tạo thành ba tòa thế giới tử vong gia trì toàn thân, khiến cho khí tức của đó càng thêm kinh khủng. Tiếp theo thân hình khẽ động chụp vọt tới phía Hư Thanh, tuy miệng lớn chỉ có thể miễn cưỡng mở ra, nhưng đối với thân hình nhân tộc mà nói cũng là cực lớn. Giờ phút này trong lúc mở ra, nước biển hình thành vòng xoáy, toàn bộ hai thú bốn phía hễ là cảm giác thấy đều lạnh run. Chỉ có Hư Thanh bình tĩnh đứng lên, một cái chớp mắt đứng dậy, hắn tự như cây tùng đứng thẳng, làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm. Hành tẩu long hành hổ bộ, giống như một vị thiên thần hành tẩu trên thế gian. Một tay cầm lấy thần đằng, một bước đi về phía thần hà long dữ tợn. Nháy mắt, thần hà long gào thét tới gần và há miệng lớn muốn đút hắn. Hư Thanh nắm tay trái lại, toàn thân dâng lên vô thần đế ý, bất diệt đế quyền. Một quyền đấm tới, nước biển nổ tung, hình thành gợn sóng kịch liệt tỏa nhiệt hết thảy, trực tiếp đụng phải đầu thần hà long tiến đến. Đáy biển bỗng nhiên vang vọng truyền ra một tiếng nổ mạnh trầm muộn, thần hà long phát ra tiếng kêu rên càng thêm thê lương, phần đầu cũng xuất hiện khe hở, hàm răng càng sụp đổ không ít. Dưới trọng kích kinh khủng, trực tiếp không bị khống chế cuốn ngược lại, máu thịt tứ tán. Nhưng con thần hà long này cũng không hề tầm thường, tuy bị trọng thương nhưng trong một cái chớp mắt bỗng nhiên quét ngang đuôi tới. Trên cái đuôi của nó mọc đầy gai xương, bây giờ bỏ qua nước biển ngăn cản, nháy mắt tới gần Hư Thanh với tốc độ cực nhanh, lập tức đập tới. Hư Thanh một tay cầm nhánh mây, đối mặt với cái đuôi ập đến, hai mắt lóe lên sau đó cũng không né tránh. Hắn đứng ở tại chỗ, mặc kệ cái đuôi giống như bàn sơn đảo hải trực tiếp đập vào trên thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Hư Thanh vẫn đứng ở chỗ cũ không hề động đậy, mà cái đuôi quét ngang đến của thần hà long lại chấn động như là vỗ vào một ngọn núi không thể rung chuyển. Cái đuôi lập tức tan vỡ non nữa, gai ngược bên trên càng là tách ra. Đau đớn kịch liệt cùng với thân thể kinh khủng của Hư Thanh khiến cho thần hà long tràn ra hoảng sợ cực hạn. Nó chợt nhoáng một cái muốn chạy trốn, nhưng thần đằng đã chui vào bên trong máu thịt, lại bị Hư Thanh một mực cầm lấy, cho nên căn bản không thể nào trốn. Giờ phút này Hư Thanh cất bước trực tiếp đạp lên trên đầu của thần hà long. Hắn đứng ở trên đó, tay phải cầm lấy nhánh mây, hung hăng kéo một cái, tiếng kêu rên vang vọng. Con thần hà long lớn vạn trượng không tự chủ được nhấc đầu lên, cấp tốc phóng về phía trên. Một đường điên cuồng lao từ đáy biển thẳng đến mặt biển, sau đó chợt vọt ra. Biển khơi trũng xuống, bầu trời bị che khuất. Trong tiếng nổ vang cực lớn cùng với vô số nước biển tung bay, một đạo bóng đen cực lớn dưới ánh mặt trời tạo thành, bao trùm chiếc thuyền cô độc của Hoàng Nham bên dưới. Nước biển đổ xuống toàn thân Hoàng Nham. Hoàng Nham vẻ không vui. Trên bầu trời, Hư Thanh đứng trên đầu của thần hà long, nhìn thiên địa xa xa, đồng thời giơ tay trái lên trảo một cái về mặt trời. Dưới một trảo này, có thể mắt thường nhìn thấy mặt trời vặn vẹo. Trong một cái chớp mắt, thân thể Hư Thanh tựa như chiếm ánh sáng mặt trời rực rỡ, bản thân đã thành mặt trời, lập lòe ánh sáng kinh thiên động địa. Từ xa nhìn lại, giống như hắn đã trở thành mặt trời, tràn ra vô tận ánh sáng cùng độ nóng, chợt phóng thích ra phía ngoài, bị Hư Thanh một phát đặt lên trên đầu của thần hà long. Trong tiếng nổ vang và tia sáng, thần hà long kinh liệt run rẩy, âm thanh kêu rên im bặt dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thi hài đổ oanh một tiếng rơi vào trên mặt biển, không còn nhúc nhích, trôi nổi ở đó. Mặt biển dấy lên sóng lớn quét sạch bốn phía, hình thành sóng thần. Chỉ có Hư Thanh đứng trên thi thể thần hà long, từng đạo quan điểm thần tính rực rỡ bay ra từ trong cơ thể thần hà long, trôi thẳng đến Hư Thanh, tràn vào toàn thân hắn. Nhìn lại, hắn thật giống như được bảy màu vần quanh, như mặt trăng được những ngôi sao rực rỡ vây quanh, như thần giáng lâm. Chương 2181. Sau khi thức tỉnh, pháp môn Hiền Dương Tiên Quang này quả thực không đơn giản. Hư Thanh thì thào đi ra một bước, đã tới trên con thuyền cô độc của Hoàng Nham. Tay phải buông ra, thần đằng nhanh chóng đi xa. Một Câu Anh trở về, vui sướng quanh bốn phía chiếc thuyền cô độc. Còn Câu Anh đã mất đi một nửa thân hình, bây giờ đang lạnh run. Cùng nhau phát run còn có Tiểu Ảnh trên con thuyền, nguyên bản nó đang nghỉ ngơi. Sau khi trông thấy Hư Thanh trở về, lập tức phát ra âm thanh két ca két két có tiết tấu nhất định, khuếch tán về biển cấm. Chủ, không, phản ứng, ta nghe lời, tiếp tục. Hoàng Nham bên cạnh xoa xoa nước biển trên mặt, nhìn Câu Anh run rẩy. Câu Anh thật thê thảm, từ khi bị ngươi bắt lại, mấy tháng qua một mực bị bắt đi câu cá, thân thể không còn mọc ra nữa, mọc ra xong lại không còn. Hoàng Nham nói xong lại lướt qua Tiểu Ảnh đang két két. Nó cũng thảm, mấy tháng một mực két két két, nhưng mà như không có tác dụng gì. Chiếc xe thanh đồng cùng với người khổng lồ ngươi muốn tìm vẫn không có đầu mối như trước, mà lão tử ta càng thảm hơn. Hoàng Nham mở to mắt. Sư phụ của ngươi bế quan tiêu giao, để cho ta tới phụng bồi ngươi.
ta nhớ sư tỷ, ta đã rất lâu không có rời khỏi bên người sư tỷ rồi. Sư tỷ không thấy ta, nhất định cũng rất nhớ ta. Hoàng Nham ủy khuất. Đối với những lời Hoàng Nham nói, Hứa Thanh nghe mãi cũng thành quen. Bây giờ vừa kiểm tra thân thể của mình, vừa mở miệng. Đây là nhiệm vụ của sư tôn, nhị tỷ phu. Hoàng Nham thở dài ưu rũ, trong mắt đầy thần niệm, xuất ra ngọc giản truyền đi tin tức, sau đó trầm mặc. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, y bỗng nhiên chớp chớp mắt, tinh thần vô cùng phấn chấn, phiền muộn trên mặt bị hưng phấn thay thế, phát ra tiếng cười hắc hắc. Xong rồi, đã thu xong rồi, cũng đã gửi cho nhị sư tỷ của ngươi rồi, không có biện pháp, nhị sư tỷ của ngươi lòng dạ hẹp hòi, dẫu sao địa vị trong nhà của nàng ấy không cao, không có cảm giác an toàn, ta cũng phải quan tâm một chút. Hứa Thanh ồ một tiếng, mấy tháng qua hầu như cứ cách vài ngày, Hoàng Nham sẽ phải chiếu cố như vậy một lần. Hứa Thanh, ngươi cũng đã nhìn ra rồi phải không? Địa vị gia đình của ta chính là đỉnh Nam Hoàng. Hoàng Nham gào nghễ, ta nói với ngươi, mị lực của ta quá lớn, nhị sư tỷ ngươi mỗi ngày quấn lấy ta, chỉ sợ ta không để ý tới nàng. Bất kể đi ra ngoài hay là đi hoàn thành nhiệm vụ sư môn của các ngươi, đều phải năn nỉ ta hồi lâu, dùng các phương pháp định đoạt ta, để ta phục bồi nàng. Những năm qua ta rất phiền não, may mắn thức gia đã nhìn ra tất cả mọi người đều là nam nhân, lão lý giải ta, để cho ta trong khoảng thời gian này tự do vô cùng. Hoàng Nham phấn khởi đắc ý, mặc dù trong lời nói biểu thị địa vị của mình rất cao, nhưng Hứa Thanh thấy thế nào cũng đều giống như người trong đại lao thất huyết đồng hết hạn tù được phóng thích. Tiếp theo, chúng ta đi tới nơi nào chơi? Nếu như người không có nơi đi, ta có một nơi rất tốt, ta nói cho người biết, chỗ đó thật sự là kỳ diệu vô cùng, nghĩ một chút thôi đã thấy nhiệt huyết hừng hực. Hoàng Nham nói xong, bản năng nhìn chung quanh, sau khi xác định bốn phía không có người khác nghe được, hay mắt sáng lên. Hứa Thanh nghe vậy lắc đầu. Ta chuẩn bị đi nội hải và biên giới ngoại hải nhìn xem. Biển cấm chia làm trong ngoài, nội hải rất lớn, là chỗ cư trú của những tộc quần trên biển cấm vòng cổ, mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng tương đối mà nói thì cẩn thận một chút cũng có thể thăm dò. Nhưng ngoài hải, đó là một mảnh hoang vu tràn đầy thần bí, thậm chí nghe đồn có rất nhiều thần linh ngủ say ở ngoài hải. Chỗ đó sao? Cũng được. Hoàng Nham có chút tiếc nuối gật đầu, lại như nhớ ra cái gì mở miệng nói. Đúng rồi, lúc người tu luyện thân thể ở phía dưới, bên phía nhân tộc truyền tin tức đến. Tiểu tử người thăng chức. Hứa Thanh nhìn Hoàng Nham. Nhân tộc vừa mới truyền tin, nữ đế hạ chỉ, Ninh Diêm là thái tử. Tiểu tử kia sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, phụ hoàng biến thành mẫu hoàng, mình được lập làm thái tử, nghe nói bây giờ vẫn còn đang buồn bực. Mà ngươi chính là thái phó của thái tử rồi, kiềm chủ nhân của Thánh Lan cùng Hắc Linh đại vực, về sau tiểu tử ngốc Ninh Diêm đăng cơ, ngươi chính là đế sư. Ninh Viêm được lập là thái tử, Hứa Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì, dẫu sao con nối dõi chân chính của vị nữ đế kia chỉ có Ninh Viêm và thập nhất hoàng tử. Mà hiển nhiên thập nhất hoàng tử các phương diện đều không thích hợp, nhân quả sự tình thế tổ, tuy là vì mẫu thân nhưng đủ loại hành vi lúc trước cuối cùng vẫn lưu lại trên cây gai trong lòng quần thần. Vì vậy lựa chọn Ninh Viêm cũng là hợp tình hợp lý. Về phần danh như vậy đã lập thái tử cũng có dấu vết để lần theo. 12 căn hương lúc trước nghĩ đến chính là vì làm nền cho sự tình lập trữ sau đó, lấy sự tài tình của nữ đế. Lúc đó hẳn là đã nhìn thấy được hiện tại. Hứa Thanh thì thào trong lòng, theo chiếc thuyền cô độc lướt về phía trước, suy nghĩ của hắn cũng quay về những trải qua trong năm tháng vừa rồi. Sau sự tình hoàng đô nhân tộc, Tử Thanh Thượng Quốc xuất hiện ở Thông Thiên Đại Vực, mà nơi đó bị sương mù do vô tận chi chất biến thành bao phủ, người ngoài không vào được, cũng không biết cụ thể chuyện ở trong đó. Nhưng căn cứ tin tức nhân tộc, bên trong Thông Thiên Đại Vực có khí tức kinh khủng bốc lên, hình như người dân Tử Thanh Thượng Quốc trở về, mỗi người đều đang biến dị. Đây là bản thưởng sau khi thượng hoàng vui vẻ, nữ đế đã nói như vậy. Chương 2182, sau khi thức tỉnh. Có thể tưởng tượng, một khi sương mù Thông Thiên Đại Vực tiêu tán, Tử Thanh Thượng Quốc lộ ra sẽ càng thêm kinh khủng hơn so với lúc trước. Sắc mặt Hứa Thanh âm lãnh, nội tâm không có gợn sóng. Hắn có được một nửa hoàng quyền của Tử Thanh Thượng Quốc, có thể cảm ứng rõ ràng được chỗ đó biến hóa, cũng có thể cảm giác biến hóa triệu hoán chính mình. Đó là vận khí Tử Thanh Thượng Quốc triệu hoán. Về phần đội trưởng cũng rời khỏi hoàng đô nhân tộc, mấy tháng trước truyền tin tức về, nói y đang trên đường trở về, nhưng mà tạm thời còn không về được, muốn đi y tộc bái phỏng cố nhân. Trước mắt có lẽ vẫn còn đang chơi đùa cùng mùi mùi y tộc của y. Mà Tử Huyền mấy tháng trước đi tới Nam Hoàng Châu, sau khi trông thấy Hứa Thanh không có việc gì, đang tiêu tụy nhẹ nhàng thở ra, làm bạn nửa tháng sau đó đi xa. Nàng cầm chiếc đèn muốn đi tới hành cung của Huyền U ở dưới Phong Hải quận một chuyến, đi vào trong phượng điện tiếp nhận truyền thừa từ kiếp trước. Trừ những việc đó ra, theo nữ đế thành thần, nhân tộc phía đông vọng cổ cũng chân chính quật khởi. Ngoài vô số tiểu tộc bốn phương lại rung ra, phần lớn lựa chọn phụ thuộc, nhất là đại vực đã từng thuộc địa ngoài quận càng là như vậy. Không có bất kỳ trở ngại, cũng không xuất hiện bất kỳ ngoại muốn nào, nhân tộc không đánh mà thắng thu phục. Toàn bộ nhân tộc bao hàm cả Thánh Lan cùng Hắc Linh, bây giờ có tổng cộng 10 vực. Nhiều khi bản thân cường đại chính là một loại uy hiếp. Lại càng không cần phải nói, bây giờ nhân tộc và Viêm Nguyệt đã chân chính kết minh, đã thành cộng chủ phía đông vọng cổ, cùng nhau đối kháng với các phương ngốc nghé sau này.
Đồng thời dân tộc tán loạn ở bên ngoài vô số năm, bây giờ đều được đại quân Trấn Viêm Vương tiếp ứng, từng người trở về. Nhân tộc ở bên ngoài như là thịt cá, chờ đợi vô số năm về nhà. Sau khi nữ đế thành thần, số cuộc đã thực hiện được. Còn về Hư Thanh, năm tháng trước, sau khi tỉnh dậy, hắn mở ra bí thuật không gian chấp kiếm giả chuẩn bị trước đó. Trước khi tự bạo, ngoại trừ lão tổ Kim Cương Tông ra, hắn đã đặt toàn bộ vật phẩm, bao hàm cả tử thủy tinh vào bên trong không gian ấy. Phương bí thuật không gian này là năm đó Hư Thanh ở Phong Hải Quận được chấp kiếm giả danh hiệu là Bệnh Quỷ truyền thụ, thuộc về thuật ẩn tàng đặc thù của chấp kiếm giả. Thuật này lấy bí thuật làm khóa. Bình thường mà nói, bí thuật có hai thanh, một thanh của bản thân mình, một thanh chỉ có cung chủ có. Người bên ngoài không cách nào mở ra, chỉ người có được bí thuật mới có thể mở. Riêng bí thuật không gian của Hư Thanh thì chỉ có hắn giữ bí thuật. Vì vậy sau khi tỉnh dậy, hắn đã cầm lại tất cả. Về phần lão tổ Kim Cương Tông thì bị Hư Thanh lưu ở chỗ Tử Huyền để cho nàng hộ thân trong chuyến đi nhận truyền thừa. Về phần thất gia, đúng như theo lời của Hoàng Giam, lựa chọn bế quan. Trước khi bế quan cũng đã nói chuyện thật lâu cùng với Hư Thanh một lần, cáo tri cho Hư Thanh rất nhiều chuyện về cổ thân thể này. Thân thể của hắn bây giờ là máu thịt thần linh tàn diện hỗn hợp với tiên ngân, lấy phương pháp hạ tiên nghịch thiên đắp nặng ra, tiềm lực có thể nói là vô hạn. Có thể khai phát bao nhiêu, có thể hiện ra tới trình độ nào, hết thảy đều là không biết, phải xem từng lại Hư Thanh ba luyện như thế nào. Quá trình này cần Hư Thanh không ngừng chiến đấu, không ngừng cảm ngộ, không ngừng thể nghiệm qua thời khắc sinh tử. Đồng thời cũng bởi vì thân thể này có vị cách rất cao, kinh khủng tột cùng, cho nên trong thời gian ngắn linh hồn của Hư Thanh khó có thể hoàn mỹ dung hợp cùng với thân thể. Vì vậy thất gia lưu lại hai đạo phong ấn, đồng thời truyền thụ một đạo công pháp cho Hư Thanh. Công pháp tên là Huyền Dương Tiên Quang Pháp. Tu luyện công pháp này có thể ngưng ra từng đạo Huyền Dương Tiên Quang. Tiên quang này có trợ giúp cực lớn đối với việc linh hồn dung hợp cùng thân thể. Và là dựa theo lời thất gia nói, công pháp này là của một trong 9 vị hạ tiên từ hậu thổ đi đến Hoàng Thiên năm đó. Đối phương đã vẫn lạc trong trận chiến cùng với Thượng Hoàng. Trước khi vẫn lạc đã lưu lại truyền thừa công pháp. Nếu như tu luyện tới đại thành, uy lực cực kỳ đáng sợ. Cho nên lần này Hư Thanh ra biển có hai mục đích. Một là săn giết tồn tại thân thánh, lần lượt cảm thụ phòng hộ của thân thể trong khi giao chiến, mau chóng thích ứng thân thể phối hợp với thần quyền cùng với tu luyện ra một đạo Huyền Dương Tiên Quang thể hiện ra chiến lực, từ đó thu hoạch được nhận thức chuẩn xác đối với thân thể cường hãn này. Mục đích thứ hai đó là tìm kiếm công pháp kim ô trên chiếc xe thanh đồng cùng với người khổng lồ năm đó. Sở dĩ tìm kiếm xe thanh đồng cùng người khổng lồ là bởi vì lúc trước hắn tu luyện Huyền Dương Tiên Quang, quá trình không phải rất thuận lợi. Sau khi Hư Thanh suy tư đã nghĩ tới kim ô, bởi vì nguyên lý của Huyền Dương Tiên Quang Pháp là cướp đoạt ánh sáng rực rỡ từ mặt trời trở thành tiên quang của bản thân, khiến bản thân hóa thành huyền dương, giống như hỏa lò đốt cháy chính mình cũng đốt cháy thiên địa. Trên trình độ nhất định mà nói có chút tương tự kim ô, cho nên Hư Thanh muốn tìm được xe thanh đồng, ý đồ ngồi ở bên trong khống chế người khổng lồ, khiến đó lại đi một chuyến theo quỹ đạo kim ô lên trên không trở thành mặt trời trong đó, thể nghiệm một chút quá trình kim ô đã trở thành mặt trời chiếu rọi vòng cổ, từ đó cảm ngộ huyền dương của bản thân. Vì vậy mới có chuyến đi tới biển cấm. Mà Tiểu Ảnh liên tục két cũng chính là nguyên nhân này. Hư Thanh nhớ kỹ, loại âm thanh này của Tiểu Ảnh năm đó đã thu hút người khổng lồ và xe thanh đồng xuất hiện. Nhưng đáng tiếc, mấy tháng trôi qua lại không có hiệu quả gì. Có thể là người khổng lồ đó đang ngủ say trong biển cấm, cho nên cần thăm dò càng nhiều khu vực hơn nữa. Hư Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn ảnh tử, sau xuất ra hải đồ đang muốn ghi hiệu. Nhưng vào lúc này, Hoàng Giam Nguyên Bản đang tự tại thản nhiên, ngọc giản truyền âm bỗng nhiên chấn động. Sau khi tùy ý lấy ra xem xét, toàn thân bỗng nhiên rung lên rồi hít sâu một hơi, thân xác càng lập tức vô cùng ngưng trọng. Hứa Thanh, xảy ra chuyện lớn rồi, ta phải rời khỏi một chuyến, đây là chuyện lớn kinh thiên động địa. Vẻ mặt của Hoàng Giam vô cùng căng thẳng và lo lắng. Chuyện này ta phải lập tức đến, chậm một bước chính là phong bạo rung chuyển toàn bộ Nam Hoàng Châu. Chương 2183, ngọn lửa tình yêu. Kinh thiên động địa là một câu dùng để hình dung, trong lòng người khác nhau, ý nghĩa của nó cũng có chỗ khác nhau. Nhưng chỗ nữ đế thiên trong lòng nàng là nhân tộc, nàng có thể gánh vác toàn bộ vì nhân tộc, nàng muốn nhờ toàn bộ tộc quần, muốn đi ngược dòng trong thời đại nước lũ không thuận hướng nhân đạo này. Mà thiên trong lòng Hứa Thanh là những người đã đi vào trong lòng của hắn trên con đường hắn trải qua, dù là Lôi Đội, Bách Đại Sư, Sư Tôn, Nhị Ngu, Tử Huyền, Linh Nhi, còn có những ngoại vật bởi vì những người này mà sinh ra như Phong Hải Quận, Thúc Huyết Đồng, Thánh Lang Đại Vật. Tất cả đều là sắc thái trong thế giới của hắn, cũng là bộ phận tính chất trọng yếu tạo thành nhân tính của hắn, giống như neo đổ khiến cho thần tính của hắn thủy chung do nhân tính điều khiển sẽ không lệch đi. Nhất là sau khi lần phục sinh này, thân hình lấy máu thịt thần linh tàn diện đắp nặng, nội tâm của hắn tự nhiên sẽ thần hóa, cho nên sắc thái nhân tính cũng trở thành một thứ càng mấu chốt. Nhưng đối với Hoàng Gia mà nói, thiên ở trong lòng của y, năm đó y đang cao ngạo bay múa phía chân trời, trong lúc vô tình cúi đầu thoáng nhìn một thân ảnh vung vẩy đại kiếm trong biển cấm, từ đó thân ảnh ấy đã trở thành thiên địa, thành thế giới, thành tất cả của y, khiến cho y cam nguyện phủ xuống một đạo phân thân, liều mạng không để ý tất cả truy cầu theo đuổi đối phương. Dù là quá trình khúc chiết, nhưng y vẫn cố chấp như trước. Niềm kiêu ngạo của y có thể hèn mọn vì người đó,
kiên cường của y có thể bởi vì người đó mà mềm yếu. Cả đời của y không quan tâm những người tế hiến cho y, không để trong lòng sinh tử chúng sinh. Thân là nam hoàng, đầu y trùng thủy chỉ có thể ngẩng lên. Vì chỉ có trước mặt người đó, y cam nguyện cúi thấp. Bởi vì đây là lần đầu tiên hoàng tộc còn tồn tại trên thế gian động tình, cũng chính là một lần duy nhất trong cả đời. Cho nên sau khi hoàng giam nói xong, Hứa Thanh đã đoán được nguyên do. Sư tỷ nổi giận: "Không được, chúng ta phải lập tức xuất phát." Hoàng giam hít sâu, thực thể nhoáng một cái trực tiếp hóa thân viêm hoàng. Biển cấm tối sầm lại, trên không trung thân ảnh khổng lồ khi thế kinh khủng lập tức bay lên che khuất bầu trời. Những nơi đi qua thiên địa biến sắc, trong lúc hai cánh vung vẫy, gió dục mây vần. Vào thời khắc này, uy nghiêm của nam hoàng tràn ngập biển cấm. Mà Hứa Thanh cũng coi như là đã chứng kiến hơn phân nửa quá trình tình yêu của hoàng gia và vị sư tỷ, vì vậy bây giờ cũng cất bước đi vào bầu trời, nối gót đi theo, đường theo vô số tia chớp, thân ảnh của bọn hắn nháy mắt tan biến ở phía chân trời. Mục tiêu là một hòn đảo trên biển cấm cách nơi này chút phạm vi. Thất huyết động, chúng ta cách mỗi vài thập niên sẽ có một lần thi đấu. Lần trước ta và ngươi đều đã tham dự, chính là ở Nhân Ngư đảo. Trận thi đấu lần này cũng đang tiến hành, do sư tỷ của ngươi chủ trì. Địa điểm thí luyện là ở Hải Ngao tộc. Dù rồi, sư tử ngư truyền âm cho ta, Hải Ngao tộc triệu hoán ra thần linh của bọn họ cũng chính là một tồn tại thần thánh. Trong lúc bay nhanh, giọng của hoàng giam lại vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Trong mắt cương giả, một tồn tại thần thánh vốn không coi là việc gì to tát. Mấy tháng qua Hứa Thanh đã diệt 7-8 tên, nếu như hoàng giam ra tay, đoán chừng một hơi thở là đã tiêu diệt. Nhưng nếu chọc sư tỷ phẫn nộ như vậy thì chuyện này sẽ lớn hơn. Cho nên vẻ mặt Hứa Thanh cũng trở nên ngưng trọng, khẽ gật đầu, dùng tốc độ cao nhất đi về phía trước. Chúng ta tăng tốc độ nhanh hơn nữa. Nghe Hứa Thanh nói như vậy, hoàng giam hô một tiếng hảo huynh đệ, cũng theo đó tăng nhanh tốc độ. Trong tốc độ bay cao nhất, thần nguyên trong cơ thể Hứa Thanh dâng lên rồi lan tràn toàn thân, thoạt nhìn cả người lập lè ra quang mang kim sắc, đang vào cùng với thân thể thi thoảng chiếu ra màu bạc như là một tôn thần ma. Tất cả những thứ đó tự nhiên là biến hóa do thân hình được máu thịt thần linh tàn diện tạo thành ban đến. Bên trong thân thể của hắn, máu thịt thần linh tàn diện và tiên ngân cùng tồn tại. Thứ phía trước tạo thân, thứ sau thì là môi giới dung hợp máu thịt thần linh tàn diện. Về phần huyền dương tiên quang thì là tăng tốc quá trình linh hồn và thân thể dung hợp, dần dần luyện hóa tiên ngân, cho đến một khắc trong thân hình của Hứa Thanh không còn tiên ngân, chính là thời điểm thân và hồn của hắn hoàn toàn quy nhất. Mà thân thể bởi vì dùng máu thịt thần linh tàn diện đắp nặng, vẫn dẫn đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ là lực lượng thân thể tăng lên, ảnh hưởng đối với những phương diện khác cũng là cực lớn. Hôm nay cơ thổ trong cơ thể hắn đã hoàn toàn trở thành màu vàng. Trên cơ thổ màu vàng lạc ấn bốn đạo thần phù rực rỡ, một đạo bổn mạng cùng với ba đạo thần quyền. Bổn mạng là do vu đạo, đế đạo cùng với hết thảy công pháp tu sĩ Hứa Thanh sở tu hình thành. Tất cả dấu vết có thể tìm thấy ở bên trong đều lấy dị tiên lưu là chủ yếu. Nó vần quanh toàn bộ biên giới khư thổ trước sau như một, hóa thành một cái vòng tròn lớn kinh người. Nó rạch xuống giới hạn cho khư thổ là vết tích của dị tiên. Về phần ba đạo thần quyền, phân biệt đại biểu tử nguyệt, vần rủi, thần trứ. Chương 2184, ngọn lửa tình yêu. So sánh những thứ này cùng Hứa Thanh trước kia không có khác nhau quá lớn. Chân chính khác nhau chính là vết tích của những đạo thần quyền đó ở trên khư thổ. Bởi vì chưa được cảm ngộ, không có chính thức có được, cho nên dấu vết ngưng tích rất nhạt. Nguyên bản là 100 đạo, mà bây giờ số lượng tăng vọt đến hơn ngàn. Lúc trước Hứa Thanh cảm giác nếu như có một ngày mình cảm ngộ toàn bộ 100 đạo thần quyền, khiến trong đó riêng phần mình rực rỡ, lúc đó hắn chính là cảnh giới quy hư đỉnh phong. Mà bây giờ nếu như nói ngưng tích bổn mạng của Hứa Thanh vẽ lên ranh giới cho cư thổ của mình, như vậy hơn ngàn đạo ngưng nhạc tăng vọt do thân hình báo thịt của thần linh tàn diện mang đến, chính là tăng lên hẳn mức cực hạn cao nhất cho tu vi Hứa Thanh. Hắn có thể cảm giác được lúc ngàn thần quyền toàn bộ lập lề, hắn sẽ đột phá quy hư bước vào ẩn thần, mà đó cũng chính là ẩn thần trước giờ chưa từng có. Nhưng mà tương ứng với đó cũng là khó khăn tu hành gia tăng. Nhưng cũng may biến hóa không chỉ là những thứ này, bây giờ trong cơ thể Hứa Thanh đã không có khái niệm linh lực. Bởi vì trên mặt cấp độ, hiển nhiên linh lực có phương diện yếu ớt, trong thân thể do máu thịt thần linh tàn diện đắp nặng không cho phép nó tồn tại. Vì vậy, thứ tràn ngập trong cơ thể Hứa Thanh bây giờ là lực lượng thần nguyên vô cùng thuần khiết, khiến cho cơ thổ của hắn chẳng những trở thành màu vàng, ngay cả thức hải cũng đều biến thành thần hải màu vàng. Những thứ đó là tiềm lực tăng lên. Về phần phương diện phòng hộ lại càng thêm kinh khủng, bởi vì nhục thể và linh hồn của hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Quá mức cường hãn sẽ tạo thành áp chế đối với linh hồn Hứa Thanh, cho nên trước khi thức gia bế quan đã lưu lại hai đạo phong ấn, vừa là chúa tể phong ấn, vừa là chuẩn tiên phong ấn. Theo Hứa Thanh tu luyện huyền dương tiên quang, theo linh hồn và thân thể dung hợp, hai đạo phong ấn đó sẽ lần lượt được cởi bỏ. Cho đến khi hoàn toàn cởi bỏ, lực lượng thân thể của hắn sẽ như là chân thần, cũng chính là hạ tiên. Trước khi thức gia bế quan đã báo cho Hứa Thanh biết, thần linh tàn diện thượng hoang do trùng kích thượng minh thất bại, bản thân là thần tôn đỉnh phong. Nếu một cánh tay của gã độc lập tách ra cũng có độ uy lực của thần tôn, nếu như là một ngón tay thì là lực lượng thần chủ. Mà máu thịt tạo thành thân hình Hứa Thanh đối với thần linh tàn diện dồi dào vô tận mà nói chỉ có thể coi là một chút máu thịt, cho nên có thể hiện ra lực lượng chân thần hạ tiên.
Về phần bây giờ thân thể tồn tại hai đạo phong ấn, giúp linh hồn của Thành không bị máu thịt thần linh tàn diện áp chế. Nhưng lấy trạng thái không cởi bỏ phong ấn bây giờ, lực lượng thân thể của Thành cũng đã vô cùng kinh khủng. Bên dưới chủ thể không thể gây thương hại cho thân thể hắn chút nào. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh lần lượt thông qua chiến đấu cùng tồn tại thần thánh đã được xác định điểm này. Sức phòng hộ của thân thể hắn vô cùng kinh người. Như con thần hà long lúc trước quét ngang đuôi, Hứa Thanh lại như ngọn núi nguy nga bất động, nhưng đuôi của thần hà long lại bị phản chấn khiến cho máu thịt mơ hồ, gai sắc đứt gãy. Về phần tu vi, bởi vì chỉ là chuyển đổi thân thể cho nên sẽ không tăng lên bao nhiêu, nhưng bởi vì thân hình máu thịt này quá mức cường hãn, sinh ra ảnh hưởng đến toàn thân, cho nên chiến lược tự nhiên cũng khác biệt cực lớn cùng với trước đó. Thông qua mấy tháng tu luyện, Hứa Thanh đã xác định được chiến lược bộc phát của bản thân, có thể đánh giết ẩn thần tứ giới. Về phần ẩn thần ngũ giới hoặc cao hơn, tu vi Hứa Thanh khó có thể đi rung chuyển, nhưng đối phương cũng không thể làm hắn bị thương. Cho nên Hứa Thanh rất rõ ràng, đối với hắn mà nói, việc quan trọng nhất trước mắt chính là luyện hóa thần quyền, tăng lực sát thương lên, đồng thời tu luyện huyền dương tiên quang, khiến phong ấn trong thân thể nhanh chóng cởi bỏ. Cần chiến đấu, cần cảm ngộ, cần thí nghiệm thời khắc sinh tử, Hứa Thanh thì thào trong lòng. Thời gian nửa đen hương cứ như vậy trôi qua, giữa Hứa Thanh và Hoàng Nha bay nhanh, nguyên bản cách Hải Ngao đảo rất xa bây giờ cũng chỉ cần chốc lát là có thể đến. Mà vào thời điểm này, sau khi Hoàng Nham cảm giác bốn phía, xác định sư tỷ không đáng lo, vì vậy thân thể nhoáng một cái lại hóa thành bộ dáng tiểu mập mạp, mở miệng nói với Hứa Thanh. Lại nói, địa điểm thí luyện lần này còn có chỗ liên quan cùng Trúc Chiếu, là một trong ám điểm của Trúc Chiếu trong biển cấm. Sau khi bị Thất Huyết Đồng phát hiện, mới có lần thí luyện lấy mục đích là tiêu diệt toàn bộ này. Hứa Thanh nghe vậy vẻ mặt như thường. Sau khi trải qua một lần linh hồn tự bạo phục sinh lại, hắn có thể khiến cảm xúc đối với Trúc Chiếu và Tử Thanh hoàn toàn biến mất. Không chỉ thân xác như vậy, trong lòng cũng là như thế. Như biển sâu không nổi gần sóng, chỉ có một khắc bộc phát mới có thể lộ ra sát cơ ngập trời. Mà đây cũng vốn là tính cách từ khi còn bé của Hứa Thanh. Tử Thanh đã từng trở thành một cái ngoại lệ, cho đến bây giờ ngoại lệ đó đã bị hòa tan, tâm cảnh của Hứa Thanh đã trở về. Vì vậy hắn bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Nham, cố ý biến trở về hình thái viêm hoàng. Hoàng Nham ho khan một tiếng, giải thích một câu: sư tỷ không thích bộ dạng này của ta, nàng nói yêu thích bộ dáng anh tuấn của ta hiện tại. Nói xong, Hoàng Nham vỗ vỗ bụng, thịt trên người rung lên vài cái. Hết tập 256. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.